tiếp tục là con ngựa bằng lá dừa ha mọi người. Thì đợt này mình làm á, nó có một cái điểm khác, đó là mình gắn cánh cho nó ha. Cái này là mình muốn gắn lâu lắm rồi, nhưng mà không biết gắn cách nào thôi. Nhưng hôm nay thì mình cứ gắn đại thí vô ha, tạo dáng cho nó tương đối thôi, rồi dặn mình rút kinh nghiệm lần sau á, để mình làm cho nó hoàn chỉnh hơn. Đây mình quay chi tiết ha, để mọi người xem, mọi người góp ý kiến giùm mình ha. Mọi người thấy hay thấy được á, thì mọi người muốn mình hướng dẫn á, thì mọi người cứ comment bên dưới ha, dựa vào comment rồi mình hướng dẫn cho. Đây chi tiết nè, cái phần cổ nè đó. Rồi đây mình gắn cánh vô ha, cánh thì nó dựng đứng lên nè, đây, giống như là nó đang bay, chuẩn bị bay nè, đang bay lên luôn. Mình quay cao lên cho mọi người xem nha. Đó, mình tạo cái dáng bay cho nó đó. Đây là cái dáng phi ha, rồi gắn cánh vô nó sẽ tạo thành cái dáng bay. Cái phần đuôi á, thì mình tạo cái dáng đó là cái đuôi sụ xuống nè, chân sau thì đưa về sau, chân trước là co lên, là dáng như nó đang phi về trước ạ. Rồi mình đưa cánh cái hướng lên nữa, là tạo dáng nó đang bay gì đó, bay lên ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình trong thời gian vừa qua ha. Mọi người thích cái con ngựa bằng lá dừa này á, mọi người comment đi, rồi mình sẽ làm hướng dẫn nha. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.